đọc sách khe. Đây là phần rất hấp dẫn. Ok, còn đây là tổng hợp. Ác là diễn đạt. Role play là đóng vai. Expand là mở rộng. Khi mà quý vị kể chuyện có ba con heo, một con heo xiên, một con heo lười, một con heo bình thường. Con heo xiên nó xây nhà bằng gạch từ suốt mùa hè, con heo lười nó chơi suốt mùa hè tới mùa đông. Nó đi ra ruộng nó hô rơi vô những đống rơm, nó xây lên cái nhà. Quý vị ngủ hết chưa? Đó là cách kể chuyện để ngủ. Đúng không ạ? Còn cách kể chuyện để học là có ba con heo, một con heo xiên thì xiên, một con heo lười thì lười, một con heo bình thường. Quý vị thấy khác biệt không? Giọng trầm bổng, nhanh chậm đúng không ạ? Và nét mặt thì nó ai hay là tức là nét mặt thì nó diễn đạt đúng không? Và suốt mùa hè có con heo xiên nó xây nhà từng viên gạch, từng viên gạch cần mẫn. Con heo lười nó cứ chơi lang thang, nó cứ hát hò. Còn con heo trung bình thì sao? Nó chơi nửa mùa hè thôi, còn nửa mùa hè nó vô rừng nó đốn củi. Và cuối cùng khi nó xây xong cái nhà thì hết mùa hè. Con heo xiên xây xong cái nhà cũng hết mùa hè. Mùa đông thôi, con heo rừng lạnh quá, làm sao bây giờ, nó chạy ra rừng hút lại một đống rơm, nó chạy về nó xây xong cái nhà. Cái con sói tới, con heo lười, con heo ra đây. Con heo lười nó sợ quá, sói tới, làm sao bây giờ. Con sói nó vội vù bay qua cái nhà, chạy chạy qua cái nhà con heo nhà gỗ. Con heo đen ngồi lạnh run, con sói thôi, hai con heo ra đây. Làm sao bây giờ, phù, không sao. Cứ đập cái rầm, bể, chạy, chạy, chạy qua cái nhà này. Sợ rồi, chứ con heo nó xin nói, không sao, sao không làm gì được đâu. Thôi, cứ ngồi im, uống trà với lọ sữa đi, con sói không làm gì được đâu. Con heo tới, heo ra đây, mua hai con heo rồi, chứ con heo bình thường. Rồi lại về, con chết, con sói, chứ con heo xin nói, chắc chẳng làm được đâu. Con heo kêu, ba con heo ra đây, hối phù, con heo. Không sao, cái xế chứ đâu có sao đâu, mình tỉnh uống trà đi. Cái con heo con sói nó chung vô cái cũng khỏi bị nóng chảy hết chị. Khác biệt không quý vị? Cái đó là diễn đạt. Bây giờ tới rồi thầy, bây giờ mẹ sẽ đóng vai con sói, con đóng vai con heo đúng hay sai? Cho con lựa chọn đúng không ạ? Mình phải đặt câu hỏi mở hay mình dùng câu khẳng định? Câu hỏi mở, con có đóng vai con gì đúng không ạ? Đó mới là đúng. Thì lúc đó mình đóng vai rồi mình đổi vai đúng không thì? Thì sau với tổng hợp nông hợp có ba con heo một con sói, vậy là mấy con vật? Vẫn còn mấy cái chân? 16 cái chân, 15 được không? Được, con sói cảm mất cái chuyện con heo rồi. Mấy có mấy cái nhà và cái nhà mấy cái cửa? Sao biết cửa? Nó đâu có nói là mỗi cái nhà mấy cái cửa đâu. Đúng không quý vị? Bây giờ tới mở rộng, expand mở rộng. Mình thấy ba con heo một con sói, nghĩa là ba con hiền một con dữ. Thì mình nói ba con sói con sư tử được không? Được. Ba con sư tử một con thợ săn được không? Được. Ba con thợ săn với con khủng long được không? Ba con khủng long với một thằng siêu nhân được không? Được. Ba thằng siêu nhân nhưng mà thằng siêu nhân người khổng lồ được không? Không được. Đúng không quý vị? Vậy ba con trùng với con gà được không? Ba con gà với con đại bàng được không? Đúng không quý vị? Tức là mình phải làm sao cho con mình nó hiểu được cốt lõi của câu chuyện là cái gì. Cái
cái quan trọng không phải là con heo hay con sói, mà quan trọng là gì, là sự chăm chỉ, là sự nguy hiểm, là sự khác biệt về quyền lực. Vậy thì thay vì ba con heo xây ba cái nhà thì ba con gà xây ba cái chuồng, ba cái tổ, ba con dung xây ba cái. Quý vị thấy cái cách đọc sách này tốt không? Quý vị thấy nó dễ làm hay không ạ? Ai trong quý vị sẽ làm như vậy hay không ạ? Quay cho người bên cạnh nó nói I'm awesome hay không? Tiếp theo là kỷ luật cá nhân. Khi mà cái chị Việt Ngữ là mentor của em á, chị này, con của chị, khi mà con chị Việt Ngữ khi nó 18 tuổi, nó được 3 cái học bổng Anh, Singapore, Hà Lan. Cũng thế quý vị. Thì cái thằng này hồi nó nhỏ, lúc mà nó bắt đầu vô lớp 1 là chị Việt Ngữ, chị với chồng chị, đúng 7 giờ là thằng con chỉ ngồi một chỗ, một bên cái bàn, chỉ ngồi đây, chồng chỉ ngồi đây. Nó học bài của nó, chỉ học tiếng Anh, chồng chỉ đọc sách. Đúng 8 giờ, nếu chỉ xong chỉ đi, nếu nó chưa xong thì nó không đi, nhưng nếu nó xong trước nó đi. Nhưng tất cả gia đình phải ngồi đúng 1 tiếng mỗi ngày. Cái có một hôm, thằng nhỏ nó đi ăn sinh nhật ở nhà bạn nó, đang ăn sinh nhật, cái đồng hồ gõ cái bom 7 giờ. Cái nó nói với cô mẹ bạn nó là: mẹ ơi, anh cô ơi cho con xin cái chỗ để học tập. Cái cô nói: ủa, nay đâu sinh nhật mà con? Nó nói: dạ, ngày nào con cũng học giờ này hết. Cái chị nhìn vào chị Việt Ngữ, chị nói: mẹ không có la đâu. Chị Việt Ngữ chỉ không phản ứng gì hết. Cái cô này cô nhìn chị Việt Ngữ mà không thấy phản ứng, cho nên chị cô cũng nể tình, cô phải tiền cái góp cho thằng nhỏ học. Đúng 8 giờ cái nó ra, cái chơi như bình thường. Từ đó về sau câu chuyện này nổi tiếng trong trường. Cái mỗi lần mà bạn bè nó không học, cái ba má bạn bè nó nói rằng: con thấy là nó không. Nhưng mà cái điều mà ba mẹ nó cần phải làm là gì? Ngồi chung học cái thằng nhỏ mà lại không làm, mà chỉ so sánh kết quả mà không nghĩ tới phương pháp. Quý vị có hiểu ý không ạ? Quý vị còn nhớ so sánh trẻ em là bạo lực tinh thần không? Quý vị vui lòng một thằng trong đó mà. So sánh trẻ em là bạo lực tinh thần. 1, 2, 3. So sánh trẻ em là bạo lực tinh thần. Dạ, cảm ơn quý vị. Cho nên cái chuyện mà quý vị muốn cho con quý vị ngồi học bài, rồi quý vị đi nhậu, hay quý vị đi coi phim, hay quý vị đi giặt đồ, hay quý vị đi chơi iPad là chuyện không tưởng. Có những đứa mà cha mẹ làm gì làm nó vẫn ngồi học. Có, nhưng nó là thiểu số, nó là dạng bất thường. Còn cái dạng bình thường là cha mẹ chơi là nó chơi, đúng không quý vị? Cho tới khi nào mà nó thích học hơn thì nó mới học, hay cho tới khi nào nó có động cơ để mà nó hiểu được lý do nó cần phải học thì nó mới học. Đúng mà, đó là lý do tại sao mình có bảng điểm để tạo cho nó cái động cơ để học. Nhưng chỉ có bảng điểm mà thôi có đủ để làm nó học không? Nó phải hiểu được lý do tại sao nó phải học, đúng không ạ? Vì vậy, và khi nó mới vô lớp 1, cái môi trường lớp 1 khác, mẫu giáo xa lắm, đúng không quý vị? Mẫu giáo chơi lang thang, còn lớp 1 phải ngồi yên một chỗ. Cho nên, hệ nó vô lớp 1 thì quý vị không có cơ hội nào khác, là không có cách nào khác là gì? Phải ngồi với nó ít nhất là 15 phút hay nửa tiếng. Nhưng cái nạn của chị ngồi với nó 15 phút hay nửa tiếng á, mà có gì? Mẹ thấy con mẹ đẹp, viết đẹp không? Mẹ không biết chị có méo không? Mẹ viết có đúng không? Đúng không? Cho nên mình đừng có xa vô cái bẫy của nó. Mẹ nói: mẹ ngồi đây để ủng hộ tinh thần cho con thôi à. Con còn hỏi đâu mẹ đi về khác. Học xong rồi hỏi. Học cho hết bài đi rồi hỏi. Giờ này không phải giờ hỏi, đúng không ạ? Và như vậy quý vị ngồi đó cũng được, quý vị đọc sách ở đó cũng được, quý vị qua iPad cũng được, quý vị làm những được nhưng phải ngồi ngày đó. Và nói là mẹ làm việc mẹ, không làm việc con, mẹ ngồi đây cho con ủng hộ tinh thần con thôi. Thì
Thì quý vị chỉ giao tiếp với nó là mẹ ngồi 15 phút thôi hay nửa tiếng thôi, đúng không ạ? Nếu mình có thời gian. Và sau đó mẹ đi rồi thì con phải ngồi đây mà học. Rồi mình đi làm việc nhà, lâu lâu mình chọn phải mở vô. Học vui không con? Cái nói không? Thì nói à mẹ biết chịu khó đi con. Đúng không quý vị? Mẹ biết chịu khó đi con thì ít nhất nó cảm nhận được cái sự thông cảm, đúng không ạ? Và tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ qua kỹ năng đọc nhanh. Kỹ năng gì ạ? Kỹ năng gì ạ? Đọc nhanh. Quý vị hãy mở cái tài liệu quý vị ra cái phần trang mà có một cái cột chữ giữ. Đây là cái bài mẫu để chị về cái cách luyện tập kỹ năng đọc nhanh. Thì trước khi mà chúng ta nói tới kỹ năng đọc nhanh, chúng ta sẽ nói tới những cái điều làm cho người ta đọc chậm. Cái gì làm cho người ta đọc chậm? Tiếng Việt, tiếng Anh nó gọi là subvocalization. Tức là mình đọc lên tiếng trong đầu đó quý vị. Mình đọc lên tiếng trong đầu thì cái não mình nhìn thấy cái chữ, nó phải hiểu cái chữ, nó phải nghĩ tới cách đọc những cái chữ, rồi nó đọc những cái chữ, rồi nó phải hiểu cái gì nó nghe. Quý vị có hiểu không ạ? Nó chậm. Cho nên muốn đọc nhanh là nhìn là hiểu thôi, chứ không có đọc lên trong đầu. Và tại sao chúng ta đọc lên trong đầu? Là vì mình được dạy như vậy. Không biết quý vị có bị vậy không? Chứ hồi nhỏ chị Liên, cô giáo Liên đều dạy như vậy đó. Đến lớp 5 là đọc trong đầu chứ không đọc đọc ra tiếng nữa. Đó là một sự sai lầm. Vì vậy cho nên ngay từ nhỏ quý vị tráo thẻ Klingerman với con quý vị mà nó hiểu được thì tốt, tại nó chụp nguyên hình chứ nó không có đánh vần. Vậy thì nó sẽ không đánh vần giỏi trong lớp, thì được cái này mất cái kia thôi, đúng không ạ? Được cái gần mất cái xa, được cái xa mất cái gần. Và cái gì làm người ta đọc chậm nữa? Cái thứ hai là đọc từng chữ. Cái làm người ta đọc chậm nữa là đọc từng chữ nào. Mở ra trang đầu, đọc từ đây qua từng chữ tức là gì? Là đọc sách không có phương pháp. Cho nên muốn đọc nhanh á, là không có đọc từng chữ mà phải đọc từng hàng. Đọc từng hàng chứ không đọc từng chữ. Vậy thì muốn đọc nhanh có cần 3 điều kiện. Thứ nhất là không đọc lớn lên trong đầu. Thứ hai là đọc từng hàng chứ không đọc từng chữ. Thứ ba là phải có phương pháp đọc sách. Quý vị có vui đọc đồng thanh nên quý vị nhớ mà. Muốn đọc nhanh thì không đọc lớn trong đầu. Thứ hai là thứ ba là phải có phương pháp đọc sách. Xin cảm ơn quý vị. Vậy thì cái cột này là để tập cho con mình nó quen là đọc từ trên xuống, đọc từ không phải từ trái qua phải. Vậy thì quý vị thấy Liên đứng đây, quý vị nghĩ Liên có thấy nguyên cái phòng này không? Đúng không ạ? Nhưng nếu Liên tập trung vô chỗ nào thì Liên chỉ thấy một điểm đó thôi. Tức là con mình có khả năng thấy rất rộng, nhưng nếu mình cứ thói quen tập trung thì mình chỉ nhìn, đúng không ạ? Nhưng nếu mình không có thói quen thì mình nhìn là mình thấy hết rồi. Quý vị có hiểu ý không ạ? Cho nên để mình có một cái khả năng nhìn thấy nguyên hàng, mình phải mở rộng dần cái tầm nhìn của mình. Vì vậy quý vị có thể làm giống như Liên làm, tức là quý vị cắt dán một cái câu chuyện nào đó và quý vị sẽ cắt dán thành một hàng ở giữa. Đầu tiên là một tuần thôi, nó cứ đọc từ lên xuống vậy. Sau đó quý vị sẽ khoảng 3 tuần, tại vì một thói quen nó cần ít nhất là 3 tuần ngồi luyện tập mỗi ngày. Sau đó thì mình sẽ cắt dán thành 2 từ, tức là cái cột quý vị thấy nó mọc ra không? Đúng không? Sau đó quý vị cắt dán thành 3 từ, cái cột nó mọc ra đúng không? Sau đó cắt dán thành 4 từ và dần dần là nó thành nguyên hàng. Thì con quý vị sẽ thấy được nguyên hàng chứ không có đọc từng chữ nữa. Thì đây là một quá trình luyện tập và phải sử dụng thường xuyên thì nó mới thành thói quen được. Hồi lúc Liên mới qua Mỹ, Liên mới lúc đó Liên học cái lớp đọc nhanh đó,
Trời ơi, lúc đó đi làm có 4 đồng 25 giờ mà đem trả 250 đô để học cái lớp này. Trong lớp thì làm được, nhưng tới hồi vô đại học thì không làm được. Là vì sao? Vì chương trình nó học nặng quá. Mình không thể vừa luyện tập mà vừa chiến đấu được. Quý vị có hiểu ý không ạ? Mình phải luyện tập xong rồi thuần thục rồi thì mới có thể chiến đấu được. Thành ra một trong những kỹ năng quý báu mà quý vị có thể cho con quý vị được là kỹ năng đọc nhanh trước khi nó vô đại học. Nhưng sự thật là quý vị đọc nhanh, quý vị chỉ có thể đọc những cái tin tức hay là những cái môn nhân văn đọc nhanh được thôi. Chứ những sách khoa học cũng đọc nhanh được đâu, sách kỹ thuật, sách y khoa không đọc nhanh được. Nhưng luật sử, chính trị, địa thì đọc nhanh được. Cái gì mà có con số, có tên mà phải hiểu, phải nhớ thì không thể đọc nhanh được, cũng không nên đọc nhanh. Vì sao? Vì mình phải nghiền ngẫm để mình hiểu. Còn như đọc truyện, đọc sách, đọc báo mà đọc nhanh được thì có lợi không quý vị? Có lợi lắm chứ, phải không ạ? Quý vị biết ông Kennedy, Tổng thống Kennedy, mỗi một buổi sáng ông đọc tất cả các báo giấy của nước Mỹ. Quý vị thấy ghê không? Có lãnh đạo nào của Việt Nam làm được trời không? Có chết liền. Đúng mà, mỗi buổi sáng mình đọc một tờ tuổi trẻ thôi là mình không học đâu. Mình đọc chậm đúng quý vị nè. Tại vì mình đã có thói quen đọc chậm, nó khó bỏ. Thành ra hãy cố gắng đầu tư cho nó có thói quen đọc nhanh. Đó là một cái thói quen rất tốt. Rất tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ nói qua phương pháp đọc sách. Phương pháp đọc sách. Thứ nhất là bước 1. Bước 1 là đọc cái tựa. Bước 2 là đọc một lượt. Bước 3 là đọc lên ở đầu. Bước 4 là mình mới quyết định là mình đọc cái phần nào trước, phần nào sau trong quyển sách. Mà mình mới quyết định là mình sẽ đọc kỹ phần nào và đọc lướt phần nào. Rồi lúc đó mình mới đọc. Tức là mình phải lên một cái kế hoạch và cái chiến lược để đọc cái quyển sách này trước khi mình bắt đầu đọc. Quý vị có hiểu ý không ạ? Khi mà quý vị mở ra, quý vị đọc từ đầu tới cuối, nó giống như là mình đi vô phòng á. Mình đi từ, giống như Liên mà muốn từ đây thì đi xuống phòng á. Thì Liên cứ đi như vậy. Hồi cũng xuống cái phòng thôi. Đúng không quý vị? Nhưng nó rất chậm. Nhưng nếu mà Liên đứng đây, Liên nhìn từ đây xuống cái phòng, mình thấy bên này có đường, bên này có đường, bên này có đường, bên này có đường. Liên sẽ quyết định là nên đi đường nào cho nó nhanh. Quý vị có hiểu ý không ạ? Thì đó là lý do tại sao mà quý vị đọc sách theo cái trình tự mà Liên nói như vậy. Tiếp theo là mình phải có kế hoạch đọc sách là vì sao? Vì cái quy luật 80-20. Ai trong quý vị đã từng nghe quy luật này mà xin giơ tay? Dạ. Ai chưa nghe xin giơ tay? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Quy luật 80-20 nó nói là gì? Ví dụ, ai trong chúng ta cũng có một tủ áo quần đúng không ạ? Nhưng mà mình thường xuyên với mặt một số đồ mặc hoài. Đúng không quý vị? Ai trong chúng ta ngày nào cũng đi chợ và thấy trong chợ có rất nhiều đồ ăn đúng không ạ? Chứ không phải thứ mua hoài. Tức là 80% thời gian mình chỉ mặc có 20% áo quần mình có. Và ngược lại 80% thời gian mình chỉ ăn có 20 loại 20% loại trái cây bày bán. Quý vị có hiểu ý không ạ? Cho nên cái quyển sách này cũng vậy. 80% là ngẫu nhiên, chứ có 20% là có thông tin hữu ích thôi. Ví dụ, bạn có thoải mái về tiền bạc không? Làm thế nào để quản lý nguồn tài chính của mình? Cuốn sách này sẽ giúp bạn vượt được lối thoát cho riêng mình. Bạn thuộc nhóm người nào? Làm ăn, làm công ăn lương hay ăn hay chủ doanh nghiệp? Bạn có muốn thay đổi số phận tiền bạc mệnh lệnh của mình không? Cuốn sách này sẽ giúp bạn những bước đi cần thiết trên con đường sự nghiệp của mình. Quý vị đọc quyển sách để có câu hỏi. Cái câu hỏi đó có giúp ích gì cho mình không? Mình đọc sách để làm gì? Để tìm thông tin, đúng không ạ? Mà nó đưa ra câu hỏi thì có nhảm nhí không? Quý vị có hiểu ý không ạ? Cho nên nguyên cái này nó chỉ rõ ràng là nhảm nhí không ạ? Vậy thì nguyên cái đống này thì cái câu nào là quan trọng? Quyển sách này sẽ giúp bạn vạch được lối thoát cho riêng mình. Quyển sách này sẽ giúp bạn những bước đi cần thiết trên con đường sự nghiệp của mình.
Vậy thì nguyên cái câu cuốn sách này, tức là trong nguyên cái đoạn này chỉ có hai câu đó là có thật sự có giúp làm giúp cho mình hiểu được quyển sách này là về nói về cái gì thôi, còn mấy câu hỏi nó là nhảm nhí đúng không ạ? Nhưng tại sao có câu hỏi nó làm, đó là cái nghệ thuật để cho mình tập trung đúng không? Tiếp theo là bây giờ mình sẽ nói trong một câu thôi, một câu là cuốn sách này sẽ giúp bạn những bước đi cần thiết trên con đường sự nghiệp của chính mình. Cái ý của câu này là gì? Bước đi cần thiết đến thành công, mà nó là một câu dài thật hoàn vậy đó quý vị, đúng không ạ? Cho nên cái quy tắc 80-20 là nói chung chung trung bình thôi. Là vì sao? Tại vì họ không biết cái người đọc là cái kiến thức tới đây đâu, trình độ tới đâu, cái gì biết cái gì chưa biết, cho nên họ phải viết bằng cách làm sao cho bất kỳ ai đọc cũng có thể hiểu được. Vì vậy những người mà kiến thức nhiều hay trình độ nhiều thì đọc sẽ thấy thì sao? Dư thừa, đúng không ạ? Ví dụ trong chuyện dạy con đi, mà Liên đọc quyển sách nào thì nó cũng sẽ chắc chắn là 80-20, thậm chí là 80-10, 9-9-1, thật sự là vậy, đúng không ạ? Vì sao? Vì mình đã rất quen thuộc với cái đề tài đó rồi, mình đọc rất nhiều sách rồi. Cho nên, nhưng tại sao mình vẫn phải đọc? Vì 1% đó chỉ có thể tìm được ở đây không? Đúng không ạ? Cho nên mình phải lên kế hoạch là mình đọc phần nào và mình không đọc phần nào. Nếu không là mình cứ đọc đi đọc lại những cái thứ mà tất cả các quyển sách đều đọc đi đọc lại, đúng không quý vị? Và quý vị phải biết cái quyển sách đó nó theo trật tự gì? Trật tự nó theo tập tự thời gian hay là không gian hay là logic. Ví dụ một cái quyển sách nó kể một người mới sinh ra rồi lớn lên rồi trưởng thành rồi già chết, nó theo trật tự gì? Và ví dụ nó kể một đất nước, vùng biên giới rồi tới vùng ngoại ô rồi tới vùng thủ đô rồi tới vùng gì đó là trật tự gì? Trật tự không gian, trật địa lý và không gian. Còn ví dụ nó, còn quyển sách nó nói là chương 1 chị đó gặp đó, chương 2 hai người đi yêu nhau, chương 3 hai người cưới nhau, chương 4 hai người đẻ con. Trật tự gì? Logic, đúng không ạ? Tại vì phải yêu nhau trước mới cưới nhau sau mới đẻ con được. Quý vị có hiểu ý không ạ? Dạ? Đang nghĩ tới chiều ngược lại. Chiều ngược lại. Đẻ con trước rồi yêu nhau sau hả? Vậy đó cũng có xảy ra. Cũng có xảy ra. Yêu nhau trước, đẻ con trước, rồi cưới nhau sau. Không, có bầu trước, rồi cưới nhau, rồi mới đẻ con, rồi mới yêu nhau. Vậy thì bước 1, mình sẽ đọc cái tựa của quyển sách này. Thì quyển sách này cái tựa nó là dạy con làm giàu, sử dụng đồng vốn để được thoải mái về tiền bạc. Vậy thì ngay lập tức mình sẽ đoán ý chính của quyển sách này là gì. Chứ mình đâu có đọc cái tựa cho vui, mình đọc cái tựa để làm gì? Đoán ý chính của quyển sách này, đúng không? Vậy thì ý chính của quyển sách này là gì? Dạ, cách quản lý tiền đủ chưa? Trong sử dụng đồng vốn để được thoải mái về tiền bạc thì cái chữ quan trọng nhất là chữ gì? Đồng vốn, đúng không? Cái chữ quan trọng nhất là chữ đồng vốn. Dạy con làm giàu thì ngay lập tức mình đoán là trong quyển sách này sẽ nói về việc dạy cho con mình làm sao để nó giàu, nhưng mà không phải tất cả mọi cách mà chỉ có một cách thôi, là gì? Sử dụng đồng vốn, đúng không ạ? Rồi sau đó mình mới đọc cái một luật nói rằng, nhưng khi mình đọc một luật, bây giờ mình qua bước 2 là đọc một luật. Bước 2 là làm gì á? Đọc một luật để làm gì? Để mình đoán được cái ý chính mà mình đoán ở cái tựa đó nó có chính xác hay không. Khi mình đọc một luật mình sẽ thấy là nó chính xác hơn hay là nó không chính xác thì mình sẽ sửa lại cái ý chính đó, đúng không ạ?
Và nhưng mà khi mình đọc một lượt á, mình sẽ không có đọc từ trên xuống dưới, mà mình sẽ đọc cái tiêu đề lớn thôi, để mình hiểu được cái khung trước rồi mình mới vô chi tiết sau, đúng không? Thì Kim Tứ Đồ, phần 1 Kim Tứ Đồ, phần 2 khai thác những gì tài giỏi nhất trong bạn, phần 3 để thành công trong nhóm CVD, 7 bước trên con đường sang bên phải của Kim Tứ Đồ. Vậy thì mình nói, ủa, Kim Tứ Đồ là gì ta? Mình không hiểu nó là gì. Rồi xong rồi, khai thác những gì tài giỏi nhất trong bạn, nó cái này quen quá. Cái này tôi biết lâu rồi, ví dụ vậy đi, đúng không ạ? Rồi nói, để thành công trong nhóm CVD, nói, CVD là cái gì ta? Không ạ? 7 bước trên con đường sang bên phải của Kim Tứ Đồ. Vì vậy mình sẽ định đọc cái gì trước? Kim Tứ Đồ, tràng cao tài. Đúng rồi. Rồi mình sẽ đọc cái gì tiếp theo? 7 bước trên con đường sang bên phải của Kim Tứ Đồ. Rồi sau đó mình sẽ đọc cái gì? Xe và đề. Và nếu mình có thời gian, mình mới đọc khai thác những gì tài giỏi nhất trong bạn. Còn mình không có thời gian, dẹp luôn. Tại vì mình biết rồi, đúng không ạ? Rồi sau đó mình quyết định vậy thôi, nhưng bây giờ mình phải đọc vào cái chi tiết của cái một luật, mình mới mình để mình biết được là cái quyết định của mình nó đúng hay sai, đúng không ạ? Kim Tứ Đồ, tại sao anh không kiếm lấy một công việc? Mình sẽ nghĩ ngay là cái chương này nó nghĩ tới chuyện gì, nó sẽ đặt câu hỏi là làm việc tốt hay xấu, có nên làm việc hay không nên làm việc, đúng không ạ? Những con người khác nhau thuộc những nhóm khác nhau. Vậy thì ngay trong cái phần Kim Tứ Đồ này, mình có cần phải đọc tại sao anh không kiếm lấy một công việc không? Đúng không ạ? Tại vì nếu như mình đã hiểu được điểm mạnh, điểm yếu, điểm sướng, điểm khổ của việc làm việc hay là làm chủ hay là công hay đầu tư rồi, thì cái phần 1 này rõ ràng là mình phải đọc. Mà mình chỉ đọc phần 2 là những con người khác nhau thuộc những nhóm khác nhau, vì mình muốn biết những nhóm khác nhau đó thật sự là nhóm gì, đúng không ạ? Và sau đó, tại sao mọi người chọn sự an toàn hơn là tự do, mình biết không? Nếu mình nghĩ là biết, phải không ạ? Vậy thì mình có cần phải đọc không? Còn nếu mình không biết thì mình mới đọc. Ba kiểu hệ thống kinh doanh có nên đọc không? Nên đọc. Rất có thể là mình đọc rồi, mình thấy ố cái này mình cũng biết rồi, nhưng mình có thể là không, đúng không ạ? Cho nên khi mình nghi ngờ là không biết có biết hay không thì mình nên mình đọc. 7 cấp bậc đầu tư nên đọc không? Mình muốn biết 7 cấp bậc đó là gì. Con không thể thấy tiền bằng mắt con được, có nên đọc không? Không nên đọc vì sao? Vì mình đọc câu này là mình biết là ông ý ổng là gì. Sáng tạo, phân tích, nhìn kỹ trong kinh doanh. Tức là ý ổng nói là cơ hội nó không bày trước mặt mình, mà mình phải tìm hiểu, mình phải chuẩn bị cho nó, đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ quyết định là có thể mình đọc cái này cũng có thể không, đúng không ạ? Mình muốn biết là theo ổng, không nhìn bằng mắt thì làm gì để thấy, biết đâu chừng ổng có ý tưởng gì hay, biết đâu chừng ổng là cái 1% mà mình đang đi tìm kiếm, đúng không? Nhưng mà mình sẽ đặt cái câu hỏi đó, nhưng mình chỉ xác định là khi mình có thời gian mình mới đọc, còn không có thời gian thì mình lướt chứ mình không bỏ. Quý vị có hiểu không ạ? Còn cái gì mình biết chắc là mình biết rồi thì mình mới bỏ, còn mình hơi nghi ngờ thì mình sẽ lướt, rồi mình sẽ dừng lại ở những chỗ mà mình thấy là quan trọng. Và bây giờ mình qua phần 7 bước trên đường từ sang đường sang phải của Kim Tứ Đồ. Bước 1, đã đến lúc lo chuyện của mình. Kiểm soát lưu lượng tiền mặt của mình. Phân biệt sự khác nhau giữa rủi ro và tính rủi ro. Xác định bạn muốn trở thành kiểu người đầu tư nào. Trong 4 cái bước này, quý vị thấy có cái nào là khó hiểu không? Liên chỉ thấy có cái bước 4 là khó hiểu. Đã đến lúc lo chuyện của mình. Chuyện này có gì mới không? Có gì đâu mới, không ạ? Kiểm soát lưu lượng tiền mặt của mình có gì mới không? Phân biệt sự khác nhau giữa rủi ro và tính rủi ro có gì mới không? Cũng không.
xác định bạn muốn trở thành kiểu người đầu tư nào có lẽ mới. Vì có thể ông sẽ nghĩ ra những kiểu đầu tư sáng tạo mà mình chưa nghĩ tới. Thì mình sẽ đọc. Tìm hiểu người đỡ đầu. Có lẽ sẽ có những câu chuyện thật thú vị đây. Đúng rồi, mình sẽ đọc. Nhưng mà biến sự thất vọng, biến sự thất vọng thành sức mạnh cho chính mình. Cái này có gì mới không? Sức mạnh của niềm tin mới không? Cũng hoàn luôn. Thay lời kết, mình sẽ đọc thay lời kết. Vì đôi khi cái lúc này có thể ông sẽ có những cái kết thú vị, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình mới đọc cái phần 2, khai thác những gì tài giỏi nhất trong bạn, trở thành người bạn mong muốn. Có gì mới không? Chẳng mới. Tôi làm chồng cách nào? Đây là ông nói cái câu chuyện của ông thú vị đây, nhưng nó chỉ là kinh nghiệm của ông chứ không phải là nghiên cứu. Cho nên mình phải cẩn thận, đúng không? Nhưng mà ông nói tôi làm giàu bằng cách nào, mình nghe mình nghĩ ông này có xu hướng nghĩ rằng cách làm giàu của ông là tốt nhất trên thế giới thì sao? Nếu ông không tự hào gì thì mắc mớ gì cũng khoe. Quý vị có hiểu ý không ạ? Hãy làm ngân hàng chứ đừng làm kẻ làm công cho ngân hàng. Cái này có gì mới không? Mà rõ ràng cái xu hướng của ông là gì? Chê cái chuyện đi làm công và ca ngợi cái chuyện đi làm chủ. Nhưng mà sự thật là có con đường nào tuyệt hảo không? Không hề, đúng không ạ? Vậy thì bước 3 mình mới đọc lời nói đầu. Tại vì mình đọc một lần là mình đã bắt đầu thấy được định kiến của ông này là gì. Định kiến của ông này là làm gì? Là gì? Làm chủ mới sướng, còn làm công thì khổ. Phải không ạ? Nhưng mà sự thật có phải vậy không? Tùy quan điểm từng người, nhưng quan điểm tôi yêu là mọi con đường đều có sướng và khổ khác nhau. Không có con đường tuyệt hảo. Ai cho quý vị đồng ý điều này? Và nếu quan điểm của quý vị đồng ý với Liên thì quý vị bắt đầu cẩn thận về ông này, đúng không ạ? Và sau đó mình đọc lời nói đầu để chi? Để mình biết thường số lời nói đầu, quý vị sẽ biết ông này lớn lên ở đâu, ông này học trường nào, ông này kinh nghiệm làm việc ở đâu, ông này trải nghiệm thất bại thành công trong cuộc đời như thế nào, thì mình sẽ biết được nó sẽ ảnh hưởng đến định kiến của ông như thế nào. Ví dụ như một người như Liên, ba ở tù cải tạo, mẹ mua thuốc bán bưng, Liên có thương được chính phủ này không? Chứ không mới thương được chính phủ này. Đúng không quý vị? Tại vì con người ta bị ảnh hưởng bởi cái gì? Bởi cái kinh nghiệm cá nhân của người ta, đúng không quý vị? Cho nên là nói trời ơi, cô này sao mà cổ kỳ cục quá. Ủa, quý vị cứ thử ở trong trường hợp của người ta đi rồi nói, đúng không ạ? Thành ra mình phải hiểu là cái gì ảnh hưởng định kiến của con người ta nhiều nhất? Kinh nghiệm sống của họ, phải không ạ? Đừng có đánh giá là trời cái ông này tệ quá, ông suy nghĩ xấu quá. Mình ở trong hoàn cảnh người ta đi, mình cũng sẽ như vậy thôi. Có thể mình khác, nhưng mình khác kiểu khác, chưa biết là tốt hay xấu nữa, đúng không quý vị? Thành ra mình đọc cái lời nói đầu chỉ để biết định kiến của ông sẽ là cái gì. Ông sẽ khen cái gì, ông sẽ kê cái gì, đúng không ạ? Vậy thì nếu người như Liên mà chê chính phủ này, quý vị có tin được chồng mình cho không? Không, tại vì nó ghét sẵn rồi, nó sẽ thậm sinh cái xấu và nó sẽ làm nhẹ cái tốt. Quý vị có hiểu ý không ạ? Nếu mà người như Liên mà khen chính phủ này, quý vị có nghi ngờ cái động cơ của nó không? Có, thì nó khen để làm gì? Tại sao nó ghét mà nó khen? Nó mỉa mai hay nó đang tính cái chuyện gì đó, đúng không ạ? Nhưng mà cái nghi ngờ đó có chính xác không? Chưa biết. Mình phải làm gì? Kiểm chứng. Một tràng thơ bài. Phải không? Nhưng ít nhất là mình phải có cơ sở để nghi ngờ. Và mình phải có can đảm để kiểm chứng. Và có sẵn sàng nhìn nhận cái sai hay cái đúng của mình. Đúng không quý vị? Và sau khi quý vị đọc lời nói đầu rồi thì quý vị sẽ hiểu được định kiến, thành kiến, xu hướng, bias ở trong này. Lúc đó quý vị mới trở lại và đọc theo cái kế hoạch mà mình đã định ra, đọc phần nào trước, phần nào sau, phần nào cũng đọc, phần khó đọc. Thì lúc đó quý vị sẽ, và quý vị sẽ đưa ra, quý vị sẽ hiểu rõ hơn là nên đồng ý ở phần nào, nên từ chối phần nào, nên không đồng ý phần nào, nên tiếp nhận phần nào, đúng không ạ? Chứ không phải là mình đọc cái gì là mình nghe răm rắp cái đó. Quý vị đồng ý không ạ? Dạ. Thì ai cho quý vị thấy là cái phần phương pháp đọc sách này rất có giá trị. Xin cảm ơn quý vị, cho em một trăm cái tay. Liên sẽ nói với quý vị, I'm awesome, my five. Bây giờ tới
học môn khoa học. Học môn khoa học là môn gì? Toán, lý, hóa. Sinh nữa nhưng mà cái cách học sinh nó không giống toán lý hóa. Toán lý hóa, tài chính, kinh tế là cách học giống nhau, phải học thuộc công thức và phải làm bài tập để áp dụng công thức. Và quý vị muốn cho nó hấp dẫn thì quý vị có thể đặt ra những cái bài thơ, bài vè, bài hát cho cái công thức để mà nó dễ nhớ, đúng không ạ? Ví dụ như các thầy cô ngày xưa có cái gì? Xin đi học, quất ở nhà, thôi đừng khóc, có kẹo đây hay gì đó phải không ạ? Đó là những cái cách để giúp cho nhớ công thức dễ hơn. Nhưng cốt lõi cuối cùng là gì? Chắc chắn phải học thuộc công thức, không có con đường nào khác. Liên còn nhớ trong chương trình cha mẹ hồn nhiên lần trước, tuần trước rồi, có một phụ huynh nói chứ, ủa những gì cô nói đâu có gì mới đâu, tôi nghe nhiều trên mạng khắp nơi mà tôi nói dạ đồng ý. Bây giờ làm sao? Có những cái chuyện nó hiển nhiên và muôn đời không thay đổi, vì đồng ý mà. Vì vậy cho nên không có cách nào, quý vị đâu có thể nào mà không ăn mà hết đói đâu. Có chứ, truyền nước biển. Nhưng mà truyền nước biển nó có ngon không? Đúng không ạ? Ngoài con đường đều có được con mất. Đúng không ạ? Cho nên sẽ có ngày mà khoa học chỉ để cái chip vô đầu mình biết tất cả, bảo đảm quý vị điều đó. Nhưng bây giờ chuyện đó chưa xảy ra. Cho nên cách duy nhất để mà mình nhớ công thức là gì? Lặp đi lặp lại bằng nhiều phương pháp. Bằng bốn phương pháp đó là gì? Nghe, nhìn, hành động và phản ứng, đúng không ạ? Vậy thì thay vì mình cứ đọc, và nhân rộng bằng diện tích hình chữ nhật, và nhân rộng bằng diện tích hình chữ nhật thế chứ. Vậy thì mình vừa đọc, mình vừa nói, rồi mình vừa học là mình viết ra, vừa đọc vừa viết, rồi hay là gì? Mình respond, tức là vậy, mình ngồi với bạn mình nói dài cộng rộng bằng gì, nó nói diện tích, cái nó hỏi mình diện tích vậy, công thức diện tích là gì, mình nói dài nhân rộng, mình hỏi nó, tức là hai người hỏi qua hỏi lại, ví dụ một cách khác, hoặc là có một cách khác, hoặc là mình tìm cách mình vẽ hình hay là mình làm gì đó. Nhưng nói chung quý vị có làm gì thì cũng không thể thoát được cái chuyện là gì? Học thuộc lòng. Mà học thuộc lòng thì cách duy nhất là gì? Lặp đi lặp lại bằng bốn phương pháp, chứ không phải chỉ một phương pháp. Và học công thức rồi thì phải làm gì? Áp dụng. Là bài tập áp dụng, không có con đường nào khác. Còn bây giờ tới học môn sinh sử địa, thì cái quan trọng nhất là mình phải nhớ từ khóa. Nhớ gì ạ? Vậy thì trong sinh vật thì từ khóa là gì? Tên động vật, tên cơ quan, tên tế bào, đúng không ạ? Vậy trong sử nó là từ khóa, nó là gì? Sự kiện lịch sử là cái gì? Đặc điểm của từng địa danh, thì đặc điểm của từng địa danh là gì, đúng không ạ? Trong sinh thì là gì? Mối quan hệ, mối liên hệ giữa các bộ phận là gì, phải không ạ? Vậy thì trong cái môn nhân văn á, thì không có cách gì khác hơn là đọc. Mà đọc lê thê thì nó nhớ không nổi. Vậy thì mình phải tóm tắt bằng cái gì? Mai mạc, một tràng con bài. Và bây giờ mình sẽ qua học Anh văn. Cách học Anh văn trong tài liệu quý vị không có, là vì tài liệu này in trước khi Liên quyết định thay đổi cái giáo trình này. Cách học môn Anh văn thì quý vị biết là ai trong chúng ta cũng có thể nói từ 1 tới 100 dễ dàng, từ 100 tới 1 dễ dàng, đúng không ạ? Một lần là đúng không? Nhưng ai trong chúng ta có thể nói được 100 số từ 1 tới 100 mà không theo một trật tự từ nhỏ tới lớn hay từ lớn tới nhỏ? Không thiếu một số nào, không dư một số nào. Một lần đúng, 10 lần cũng đúng đâu, đừng cố gắng, đúng không quý vị? Đó là lý do tại sao mà nó có trật tự từ 1 tới
100. Điều đó nói lên là gì? Cái đầu mình nó chỉ có thể nhớ được khi nó có gì? Trật tự. Và ai trong quý vị nói là con tôi sao dặn đâu nó quên đó à? Quý vị bây giờ biết lỗi của ai chưa? Của ai à? Có cha mẹ nào dặn con có trật tự không? Có chết liền. Đúng không quý vị? Cho nên bây giờ quý vị muốn con quý vị nhớ cái gì thì quý vị dặn nó phải có gì? Và trật tự đó là trật tự gì? Thời gian hoặc không gian hoặc logic, tức là phải bỏ cái muỗng vô cái nồi rồi mới đóng nắp được. Đóng nắp trước thì làm sao bỏ muỗng vô nồi được, đúng không ạ? Đó là trật tự gì? Logic. Vậy thì vì vậy cho nên khi quý vị học tiếng Anh mà 5 từ một ngày, 30 lại khuyên liên trần này, mỗi ngày con chỉ học 5 từ một ngày thôi thì một năm con có 1.500 từ. Mà tiếng Anh thông dụng nó có 3.000 từ à. Ôi hấp dẫn quá. Ai trong quý vị đã từng nghe luận điều này? Ai trong quý vị đã thành công? Là vì sao? Là vì quý vị học 5 từ liên lẽ vậy, nó không có trật tự gì hết, làm sao mà nhớ? Quý vị có hiểu ý không ạ? Thành ra có những thứ trên lý thuyết nghe hay lắm chứ thực tế nó không thể được. Cho nên những cái chủ nghĩa mà lý thuyết nghe hay mà thực tế nó không được đó, nó gọi là chủ nghĩa không tưởng. Sự thật, tiếng Anh nó gọi là utopianism, chủ nghĩa không tưởng. Tức là cứ ngồi đó mơ thôi mà không có đưa vào thực tế để thử nghiệm, đúng không ạ? Thành ra mà chưa thử nghiệm mà chứ đưa vô thực tế xài luôn, cho nên nó mới thê thảm luôn mà. Đó là chủ nghĩa nào? Chủ nghĩa cộng sản. Quý vị yên tâm, Việt Nam mình không có còn cộng sản đâu, còn cái tên thôi à. Bản chất làm gì có cộng sản, đó là sự thật. Rồi vậy thì mình muốn học từ, mình phải học theo cái, phải học theo cái trật tự này. Từ phải nằm trong câu, câu phải nằm trong đoạn hoặc là chương, chương đoạn chương phải nằm trong bài hoặc sách, sách phải nằm trong môn hoặc ngành, ngành phải nằm trong môn ngành, nó phải nằm trong hệ tư tưởng. Vậy thì nguyên cái đóng từ câu cho tới hệ tư tưởng, nói chung nó gọi là ngữ cảnh. Vì sao quý vị thấy nếu quý vị không học theo cái trật tự này, từ từ riêng lẻ quý vị không thể nhớ được. Và khi quý vị học được từng câu rồi thì quý vị phải dùng thành một cái đoạn đối thoại. Đúng không ạ? Và mình đối thoại nhau thì mình mới nhớ được. Và như vậy thì quý vị thấy khi quý vị học từ riêng lẻ nó có cái nguy cơ là nghĩa nó sai. Ví dụ như cái từ sanction. Sanction nó có nghĩa là bảo vệ, cho phép. Vì vậy cái vùng mà nó gọi là bảo vệ động vật hoang dã đó, nó gọi là wildlife sanctuary. Đây là cái vùng bảo vệ động vật hoang dã. Nhưng mà trong cái ngành quan hệ quốc tế thì cái từ sanction nó nghĩa là gì? Cấm vận, trừng phạt, nghĩa nó hoàn toàn ngược lại, đúng không ạ? Cho nên nếu quý vị không học từ trong ngữ cảnh nguy hiểm không? Cái từ tiếp theo là cái từ employed. Employed có nghĩa là được thuê mướn. Thì khi mình được thuê mướn nghĩa là mình có công ăn việc làm, mình có tiền sống, đúng không ạ? Điều đó tốt hay xấu? Tốt. Nhưng mà quý vị đang nói theo tinh thần của chủ nghĩa, không phải chủ nghĩa cộng sản. Trên thế giới này có rất nhiều chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa thực tiễn, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa không chính phủ, chủ nghĩa vân 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 nhiều lắm quý vị ơi. Chủ nghĩa xã hội, chứ không phải chỉ có tư bản và cộng sản đâu. Và không có nước nào mà theo một chủ nghĩa đâu. Thành ra khi mà
mình những chủ nghĩa khác họ đều nói là được theo hướng là tốt, chỉ có chủ nghĩa cộng sản nó được theo hướng là gì? Bị bóc lột. Cho nên nó là xấu, cho nên cái nghĩa nó không thay đổi nhưng cái tính chất nó thay đổi. Với chủ nghĩa này nó là tích cực, với chủ nghĩa khác nó là tiêu cực, đúng không ạ? Cho nên quý vị phải xem cái tượng nằm trong hệ tư tưởng mình, hiểu không? Quý vị có hiểu ý đúng không ạ? Và tiếp theo là chúng ta học âm văn, chúng ta thường xuyên học âm văn bằng từ điển A hay đặc điểm A. Ai đâu quý vị đọc học cho dùng từ điển A điểm, và ai cho quý vị dùng từ điển A năng, hãy quay sang người bên cạnh nó nói I'm awesome, high five. Là vì sao? Là vì khi quý vị dùng từ điển năm thì quý vị sẽ bị ba cái vấn nạn. Thứ nhất là nghĩa nó sẽ không chính xác, từ điển Anh Việt dịch nghĩa không chính xác. Thứ hai là mình sẽ không thoát được cái nạn dịch qua dịch lại, mà dịch qua dịch lại thì nó chậm lắm. Mình phải suy nghĩ bằng tiếng Anh thì mình mới phát bằng tiếng Anh được, nhanh chóng được. Và thứ ba là gì? Tra từ điển Anh Việt, Việt Anh thì nó hiểu nhanh thì nó sẽ quên nhanh. Một tràng con thầy. Vì vậy quý vị có vui lòng đồng thanh không ạ? Khi tra từ điển Anh Việt, Việt Anh thì thứ nhất là mình bị cái nạn gì? Nghĩa không chính xác. Thứ nhất là nghĩa không chính xác. Thứ hai là dịch qua dịch lại. Thứ ba là hiểu nhanh quên nhanh. Khi mình tra từ điển Anh Việt, Việt Anh thì thứ nhất là gì? Nghĩa không chính xác. Thứ nhất là gì? Thứ hai là gì? Thứ ba là gì? Hiểu nhanh quên nhanh. Một tràng pháo tay à. Vì vậy hãy cố gắng dùng từ điển Anh Anh, quý vị hãy cố gắng dùng từ điển Anh Anh. Vì sao? Vì vậy hãy tra từ điển Anh Anh. Ví dụ như quý vị thấy cái từ oracle trong từ điển Anh Việt, Việt Anh nó có nghĩa là gì? Hỗn loạn. Từ liberty trong từ điển Anh Việt, Việt Anh nó có nghĩa là tự do, đúng không quý vị? Nhưng trong từ điển Anh Anh, hai từ này đều có nghĩa là tự do. Nhưng anarchy là tự do tuyệt đối, liberty là tự do tương đối. Vì là tự do tuyệt đối nên nó không có luật lệ gì hết, ai muốn chém ai chém. Còn vì tự do tương đối cho nên luật không cho phép người ta chém nhau. Và vì vậy cho nên mình rất dám khiên ngang đi ra ngoài đường, mình mới có tự do. Còn bên này nó không có tự do, rồi nó có gì? Hỗn loạn, đúng không ạ? Sao mình dám ra đường được? Mình bị nó chém thì sao? Quý vị có hiểu không ạ? Cho nên mình nên lầm lẫn là muốn có tự luật lệ làm cản trở tự do. Nhưng sự thật là muốn có tự do thì phải có gì? Luật lệ, đúng không quý vị? Và như vậy thì có luật lệ mà không công bằng nó có tự do không? Mà nó có gì? Oppression, tức là áp bức. Muốn có tự do thì phải có luật lệ, nhưng luật lệ nó phải công bằng. Cho nên quý vị thấy tra từ điển Anh Việt Anh nguy hiểm không? Nghĩa không chính xác. Ví dụ như cái chữ approach có nghĩa là tiến tới, tiến gần tới. Nhưng chữ reproach trong từ điển Anh Việt Anh cũng nói là tiến tới. Nhưng sự thật cái chữ reproach nó không có nghĩa tiến tới, mà bước một cái nhìn đối phương mà nghĩ là có nên bước hay nên lùi. Chưa hết, không phải là tiến tới mà do dự, không đúng. Vừa tiến vừa suy nghĩ, vừa lên kế hoạch nên tiến hay nên lùi, hay nên qua trái hay nên qua phải. Cái đó làm sao mà bước để cho từ điển phải dài, đoạn dài đúng không ạ? Dịch ra một từ khác trong tiếng Việt đâu có chữ nào thay thế cho nó, quý vị có hiểu thế không ạ? Đó lý do tại sao mà đi không đọc sách tiếng Việt, không đọc sách tiếng Việt mà đi đọc sách tiếng Anh, là vì dịch nó không chính xác. Và tiếp theo là gì? Quý vị thấy khi quý vị tra từ điển Anh Việt, Việt Anh thì bên đây là Anh Việt, bên đây là Anh Anh, thì ngày một bên này quý vị sẽ tra được 20 từ đúng không? Nhưng bên này quý vị chỉ tra được một từ thôi, vì sao? Thì cái từ nó dùng giải nghĩa mình cũng không hiểu gì hết.
thì phải tra cái từ đó, tức là mình phải tra 20 tuần để mới hiểu được một tuần. Ngày thứ hai cũng sẽ 20 tuần một ngày, bên này cũng chỉ được một tuần. Tới ngày thứ 10 bên này được 20 tuần một ngày, bên này cũng chỉ được. Nhưng ngày thứ 100 thì bên này sẽ được 20 tuần một ngày, bên này bắt đầu được 5 tuần. Tới ngày thứ 500 bên này vẫn 20 tuần một ngày, nhưng bên này bắt đầu được 10 tuần. Tới ngày thứ 1000, ví dụ vậy, con số này không chính xác, nó chỉ biểu diễn, quý vị thấy 20 thì bên này nó bắt đầu được 20, và từ đó về sau mỗi ngày hai bên đều 20. Nhìn như thấy lỗ quá trời lỗ, đúng không quý vị? Phải sau này nó tăng thì mới lời, còn đây nó không tăng cũng tới đó dừng. Nhưng mà đây là gì? Đây là tra từ điển để hiểu. Bên này cũng tra từ điển để hiểu, đúng không ạ? Nhưng cái này mới thật sự là nhớ là quý vị. Bên này có bị tra được 20 từ, quý vị nhớ nổi 20 từ không? Không bao giờ. Nhiều lắm là 2 từ, 10%. Cái này khảo sát càng là, quý vị đồng ý không ạ? Ngày hôm sau quý vị tra 20 từ, quý vị có nhớ được thêm 2 từ không? Sức mấy, quý vị sẽ quên 2 từ cũ và nhớ 2 từ mới. Ai đâu quý vị đồng ý được không? Đúng không quý vị? Và như vậy thì nó cứ liên tục, nó thay thế cho tới ngày cuối cùng cũng chỉ được 2 từ của mình. Còn bên đây, ngày đầu quý vị được 1 từ chắc chắn thì sẽ nhớ, thì có 1 từ nữa. Vậy thì bên đây có 10%, bên đây 100%, thắng về phần trăm rồi đúng không ạ? Nhưng về từ là thua. Bên đây quý vị nhớ 2 từ, bên này quý vị cũng chỉ nhớ được 1 từ. Nhưng ngay ngày thứ 10 quý vị bắt đầu nhớ được 2 từ. Tới ngày này quý vị sẽ nhớ được 10 từ, này sẽ nhớ được 100 từ, này sẽ nhớ được 500 từ, và tới đây quý vị có thể nhớ cả ngàn từ. Tất nhiên con số này không chính xác. Vậy thì tại sao? Là vì những cái từ mà họ dùng để giải nghĩa mình phải tra, mình mới hiểu. Và nó cứ sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thì mình mới nhớ. Quý vị có hiểu không ạ? Cho nên tra từ để anh tìm Việt Anh á, nó giống như vậy. Giống như là bên đây là kết quả và bên đây là thời gian. Vậy thì khi mình tra từ điển Việt Việt Anh, mỗi ngày được 20 từ mà nó cứ đều làm như vậy, không tăng không giảm. Còn bên từ điển Anh đó thì ngày đầu chỉ được 1, xong rồi nó một thời gian rất dài, nhưng cuối cùng nó tăng đột biến. Cái này chúng ta nó gọi là steep learning curve. Steep learning curve tức là steep là dốc đứng, dốc thẳng á. Learning là học hành, curve là đường cong hoặc là biểu đồ. Thì cái chỗ mà bắt đầu giao nhau này nó gọi là critical point, tức là một cái bước ngoặt á. Một cái mặt vì từ trước đó nó thua và sau đó nó thắng, quý vị có hiểu không ạ? Cho nên khi quý vị học tiếng Anh á, quý vị xây dựng cái nền tảng, cho nên cái này giống như kỷ luật không đứt mắt vậy quý vị. Tốn rất nhiều thời gian để xây dựng nền tảng, nhưng một khi nó tăng khủng khiếp, quý vị có hiểu ý không ạ? Vậy thì quý vị biết Liên Quan Mỹ năm 90 là Liên đã 18 tuổi rưỡi mà bị 9 tháng sau thôi, nhưng nói tiếng Anh gần như người bản xứ. Cái độ mà không ai biết được là nó mới qua Mỹ có 9 tháng. Mà hồi ở Việt Nam thì không có đi học thêm tiếng Anh, mình chỉ học tập trường phổ thông thôi à. Và mình còn nhớ là trong trường phổ thông tuần đầu tiên mà cô vô, cái tiết đầu tiên cô nhớ cho chia động từ tôi. Ai trong quý vị đã học cả rồi? Và ai trong quý vị đã thành công? Không? Không ai hả? Là vì sao? Là vì quý vị cứ học chia động từ trước rồi mới học từ rồi học câu, tức là nó không có một cái, nó cứ lỗ chỗ như vậy đó, quý vị có hiểu ý không ạ? Vì vậy cho nên mình học tiếng Anh ngữ pháp trước hay từ vựng trước hay nguyên câu trước, nó tùy thuộc vào cái gì, tùy thuộc vào mục đích học tiếng Anh của quý vị. Vì khi quý vị nói tiếng Anh mà sai ngữ pháp, người ta sẽ nghĩ, mà đúng ngữ pháp thì người ta sẽ nghĩ là gì? Mình là người có học, đúng không ạ?
nhưng mình nói sai người ta có hiểu không? Hiểu như thôi, đúng không ạ? Cho nên nhấn mạnh vào cái gì, học cái gì trước nó tùy thuộc vào mục đích học tiếng Anh của mình. Nếu mình học tiếng Anh để giao tiếp thì có cần học ngữ pháp trước không? Thì học gì trước? Nguyên câu trước, đúng không ạ? Nguyên câu trước. Còn cái câu đó, cái ngữ pháp là gì đâu quan trọng. Cái gì có thể hiểu không ạ? Và học tiếng Anh hay bất cứ một ngôn ngữ nào thì cần cái điều rất quan trọng là văn hóa. Là gì ạ? Dạ, học tiếng Anh hay bất cứ một ngôn ngữ nào, cái điều rất quan trọng là văn hóa. Vì sao? Vì quý vị không hiểu văn hóa, quý vị sẽ rất dễ hiểu lầm. Liên còn nhớ lúc mà Liên mới qua Mỹ, Liên kêu một sếp Liên, Liên nói Liên kêu một sếp Liên dạy, Liên kêu chứ ấy bên tía rồi, cái đó quay lại em đấy, nó bảy bảy xong đi luôn. Cái nhìn mình nó bảy bảy, nó cười cười xong đi luôn. Cái mình giận quá, nó chọn thằng này nó khinh thường mình quá. Cái rằng cái bữa khác cái mình kêu, cái nó kêu mình chứ Aileen, Aileen, nó kêu mình tới đây. Ôi mình giận quá. Bạn kêu tao hay kêu cho vậy? Thì sao? Cái anh chàng đó anh cười quá rồi cười luôn. Vì sao? Anh biết là mình không hiểu văn hóa Mỹ rồi, đúng không? Cái là vì sao? Là vì người Việt mà như vậy là kêu người đúng không ạ? Còn như vậy là kêu chó không? Còn người Mỹ thì như vậy là bye bye. Còn như vậy là come here. Quý vị hiểu không ạ? Thành ra lúc đó mình kêu đấy về tới là nó quay lại nó bảy bảy nó cười đi luôn. Phải không? Mình lại tưởng nó khinh mình, quý vị có hiểu không ạ? Thành ra văn hóa là điều rất 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 quan trọng khi mình học bất cứ một ngôn ngữ nào. Vậy thì quý vị hãy sau 9 tháng mình học tiếng Anh giỏi, mình nói tiếng Anh giỏi như người bản xứ mà đi 18 tuổi, điều đó nói lên là gì? Quý vị có thể học tiếng Anh ở bất cứ tuổi nào. Sự thật là vậy quý vị. Mình hay nghĩ là người lớn học, lớn tuổi học không được, con nít học mới được, đúng không? Đó là sự lầm lẫn. Con người ta có thể học ở bất cứ tuổi nào. Quý vị có vui lòng đồng thanh câu này không ạ? Người ta có thể học ở bất cứ tuổi nào. Một tràng pháo tay cho quý vị. Cho nên ai mà nói tôi già tôi không được, không học được, đó là gì? Quý vị. Vậy thì quý vị có muốn nghe cách học tiếng Anh tôi là gì không? Dạ xin thưa, cách dạy con mà Liên giới thiệu với quý vị đó là dựa trên nghiên cứu khoa học của những tổ chức nổi tiếng có uy tín. Vì vậy nó mới mang tính đại diện, đúng không ạ? Bây giờ Liên nói vì vậy cho nên Liên chưa có con mà Liên vẫn tự tin. Quý vị có hiểu không ạ? Vì khi mà quý vị, khi ai đó nói với quý vị chứ ồ cái thuốc nam này hay lắm, má tôi uống cả đời, cho má chị uống đi, quý vị có nhắn cho không? Có một trường hợp mà má tôi khác di truyền má chị, tuổi má tôi khác tuổi má chị, sao mà đúng được? Quý vị có hiểu ý không ạ? Khi họ nói không, cái thuốc này cả nước Việt Nam uống đó, tốt lắm, quý vị có dám uống không? Rất có thể nếu như quý vị ở Việt Nam, còn quý vị ở Nhật, quý vị có dám uống không? Vì sao? Khí hậu Nhật khác khí hậu Việt Nam, đúng không ạ? Cho nên cái chuyện mà cái số người quý vị dùng để nghiên cứu không có quan trọng, cái số người quý vị dùng nghiên cứu đó nó có mang tính đại diện hay không, để mà khác di truyền, khác tôn giáo, khác văn hóa, khác vùng miền, khác khí hậu, nó vẫn đúng. Quý vị có hiểu không ạ? Đó lý do tại sao mà Liên không có con mà Liên vẫn rất tự tin trong việc chia sẻ phương pháp dạy con, là vì phương pháp nó không phải là kinh nghiệm, những phương pháp này nó không phải là kinh nghiệm của Liên mà nó là kết quả nghiên cứu. Cho nên nó mới là mang tính đại diện. Nhưng xin thưa với quý vị, cái pháp học tiếng Anh của em là kinh nghiệm. Cho nên nó chỉ đúng với em thôi. Có gì bảo đảm nó sẽ đúng với quý vị không? Không hề. Nhưng có gì bảo đảm nó sẽ sai với quý vị không? Cũng không luôn. Vậy quý vị còn muốn nghe không? Dạ vậy thì em nói. Phương pháp của Liên nó dựa trên 4 nguyên lý. Bao nhiêu nguyên lý quý vị? Bốn nguyên lý. Nguyên lý thứ nhất là chậm trước nhanh sau. Nguyên lý thứ nhất là chậm trước nhanh sau. Nguyên lý thứ hai là hộp xanh hay hộp đỏ? Hộp xanh. Nguyên lý thứ ba là
từ học từ trong ngữ cảnh, học từ trong ngữ cảnh. Và nguyên lý cuối cùng là gì? Lặp đi lặp lại bằng bốn cách khác nhau. Quý vị có vui lòng đồng thanh để quý vị nhớ không? Liên cách học của Liên dựa trên bao nhiêu nguyên lý? Thứ nhất là chọn trước nhân sau, thứ hai là học xong, thứ ba là học từ trong ngữ cảnh, thứ tư là lặp đi lặp lại. Xin cảm ơn quý vị. Vì vậy bước một, mỗi ngày Liên sẽ lấy một cái bài học từ trong một cái quyển sách hay tạp chí gì đó, với điều kiện là Liên phải gì thích thú một tràng câu bài này. Thì không thích thú thì nó là một, không thích thú thì nó là hộp đỏ, thích thú nó mới là hộp xanh. Bước một, Liên sẽ không đọc cái bài dọc bài này, mà Liên chỉ lướt qua và Liên khoanh tròn những cái từ mà Liên chưa biết thôi. Bước hai là Liên sẽ viết những cái từ này ra một cái quyển sổ. Vậy thì nếu ở đây Liên có bốn từ mới thì Liên phải, ví dụ Liên có bốn từ mới đi thì Liên phải tra bao nhiêu từ? À quên nữa, và sau đó Liên sẽ tra từ điển anh ai. Vậy thì để hiểu được bốn từ này Liên phải tra bao nhiêu từ? Ít nhất là 80 cho tới 100 từ, đúng không ạ? Và sau khi Liên hiểu được rồi, đây là Liên, thì Liên mới viết cái nghĩa từ trong cái hiểu mình ra, chứ không phải là sao chép từ trong từ điển ra. Quý vị có hiểu không ạ? Cho nên cái đó là gì? Là response chứ không phải là copy. Và sau đó Liên mới học thuộc cái danh sách từ này, vừa đọc vừa viết, 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 cho tới khi nào thuộc nghĩa, cách viết, cách đọc. Xong rồi sau đó Liên không nhìn cái tờ này giấy này nữa, mà Liên sao? Đọc bằng cái trí nhớ của mình thôi, đúng không ạ? Tiếng Anh nó gọi học thuộc lòng là learning by heart. Rồi bước tiếp theo là Liên sẽ đặt những cái câu hỏi dựa trên cái bài viết này, với điều kiện là trong câu hỏi thì nó phải có những cái từ mới. Và sau đó Liên sẽ trả lời những câu hỏi này dựa trên bài viết này, với điều kiện trong này nó có gì? Có gì? Từ mới. Cảm ơn quý vị. Và bước cuối cùng là Liên sẽ viết ra hai loại mẫu giấy. Mẫu giấy thứ nhất là có những từ mới mà thôi. Mẫu giấy thứ hai là nó sẽ có câu hỏi và có câu trả lời, với điều kiện nó có gì? Từ mới. Quý vị thật là tuyệt vời. Và Liên sẽ dán những cái giấy này ở những cái nơi mà Liên thường xuyên lưu tâm. Vậy thì nó được lặp lại với bao nhiêu lần? Rất nhiều lần, bằng rất nhiều cách khác nhau, đúng không ạ? Quý vị nghĩ tới đây mình nhớ không? Tới đây mình nhớ những từ này chưa? Chắc chắn nhớ. Quý vị có hiểu không ạ? Tại vì sau khi mình học thuộc là mình nhớ rồi, mình lại áp dụng cho đọc, đúng không ạ? Mình khoanh tròn là một lần, viết xuống là hai lần, tra là ba lần, đúng không ạ? Viết xuống cái nghĩa trong 4 lần, đặt câu hỏi là 5 lần, trả lời câu hỏi là 6 lần, viết ra 7 lần, 8 lần, và thấy hoài nó là biết bao nhiêu lần, còn học cho thuộc nó là biết bao nhiêu lần. Quý vị có hiểu ý không ạ? Thành ra tới đây là bảo đảm nhớ rất kỹ rồi, còn thấy tới thấy lui nữa. Vì vậy cho nên hồi đó Liên mới qua Mỹ, Liên chưa có đi làm, Liên học 8 tiếng một ngày, 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa, 1 giờ chiều tới 5 giờ chiều. Cái đó là gì? Hả? Ý chí. Đúng không ạ? Rèn luyện là phải có ý chí. Rèn luyện là phải có ý chí. Rèn luyện là phải có ý chí. Nhưng mà không có mục đích thì làm gì có ý chí. Mình phải không có động cơ. Tại sao mình phải học tiếng Anh? Đúng không quý vị? Vì vậy quý vị muốn cho con quý vị học tiếng, thích học tiếng Anh, quý vị làm gì? Một là cho nó hưởng cái hạnh phúc của người nói tiếng Anh. Nhưng nó có tiếng Anh đâu mà hưởng hạnh phúc đó, đúng không ạ?
cho nên phải cho nó hưởng cái đau khổ của người không biết tiếng Anh. Quý vị có hiểu không ạ? Vậy thì làm gì? Đi du lịch ở Singapore rẻ tiền mà về nó sẽ hiểu được không biết tiếng Anh đau khổ tới mức nào. Một tràng pháo tay cho biết hiểu không ạ? Hả? Và khi nó đi học tiếng Anh được một vài buổi rồi thì mình dẫn nó ra khu phố mà có nhiều người Tây cho nó trò chuyện với người ta, đúng không quý vị? Thì lúc đó nó sẽ hưởng được cái pleasure, cái hạnh phúc của biết tiếng Anh. Is that right? Hello? Yes. Anh này anh thấy chưa? Và như vậy thì quý vị nghĩ 9 tháng sau đi thông thạo khoảng bao nhiêu tuần? Trên dưới 2.000 tuần. Tại vì một khi nó tăng là nó tăng nhanh khủng khiếp lắm quý vị ạ. Vậy thì quý vị có làm được cái này không? Ai trong quý vị thấy cái phương pháp này nó vô cùng khủng khiếp? Nhưng ai trong quý vị thấy nó rất hiệu quả? Một trăm mấy người thử rồi đó biết. Quý vị hãy yên tâm, khoa học đã chứng minh được rằng khi mình chìm đắm trong một ngôn ngữ nào đó lâu đủ, mình sẽ tự nhiên hiểu được ngôn ngữ đó. Đó là lý do tại sao mà người ta khi mà trước đây người ta bắt cóc người châu Phi qua châu Mỹ, đâu có ai dạy tiếng Anh cho họ đâu, từ từ họ hiểu cho. Cho nên quý vị thấy trong các chương trình Anh ngữ mà có chất lượng thì cô giáo không nói tiếng Việt. Và Linh đã từng trải nghiệm điều này. Có một lần Linh học tiếng Pháp ở bên Mỹ, trường đại học UC Berkeley á, nó có dạy tiếng Pháp. Và đó là ngoại trường đại học mới dạy nhiều ngôn ngữ. Thì Linh vô cái chương trình tiếng Pháp mà sớm nhất là cho những lớp chưa bao giờ biết tiếng Pháp. Bước vô cái cô giáo bọc tặng cái Pháp mà mình hiểu hết. Cái bọc tiếng Pháp mà mình thấy tụi nó làm cho mình hiểu hết. Bực mình cứ đứng dậy mình nói mình complain tại vì Mỹ mà tự do, đúng không ạ? Đứng dậy nói, cô làm gì vậy? Tôi chưa biết một chữ tiếng Mỹ, tiếng Pháp. Tôi bây giờ đây học vô đây, cô bảo cô học tiếng Pháp, cô sao hiểu? Cái cô lắng nghe rất là chăm chú, rất là yêu thương. Cái xong cô trả lời, bò tiếng Pháp. Mình giận quá, mình lại nói nữa, cô lại lắng nghe rất chăm chú, yêu thương, cô lại bò tiếng Pháp thôi. Cái mình giống như là mình thấy là không làm gì được rồi, thôi mình im ngồi xuống chờ rồi. Thì hết giờ học rồi á, có mấy số cô giải thích cái nguyên lý này cho mình hiểu. Quý vị thấy họ giữ đúng nguyên lý rồi. Nguyên lý là phải lắng nghe, phải giải thích, nhưng họ vẫn giải thích. Họ lắng nghe nhưng họ vẫn giải thích một cái khác. Cái quan trọng, quý vị hãy lưu ý điều này. Cái quan trọng là 3 tuần sau Liên không, cô bọc tự nhiên Liên hiểu hết trơn. Mà Liên không hiểu từng từ, nhưng Liên hiểu cổ muốn Liên làm gì, lật trang nào, làm bài tập nào, ngọt ngày nào, giờ nào, tự nhiên nó hiểu hết trơn. Không thể giải thích được chuyện này, quý vị ơi. Nhưng từng từ mình không có hiểu, mình không có nhớ, nhưng mà tự nhiên mình hiểu cổ nói gì. Cũng giống như quý vị hiểu chó, nó hiểu mình hiểu chó vậy đó, đúng không ạ? Sự thật là dễ có ngôn ngữ là một sự không hiểu với nhau vậy thôi à. Và nhưng mà đây là phương pháp học của người lớn hơn đó, người lớn. Và chúng ta chương trình này là gì? Con nít. Vì vậy đây mới là phương pháp học của con nít. Phương pháp học của con nít là gì? Chơi một tràng pháo tay. Cho nên mình, quý vị biết là những phương pháp này là dành cho ai? Những phương pháp này là dành cho những phụ huynh mà muốn dạy con nhỏ của mình dù không biết một chữ tiếng Anh. Mình xin nhắc lại, quý vị có thể dạy con nhỏ của mình tiếng Anh dù quý vị không biết một chữ tiếng Anh. Diễn ghê, diễn ghê, đúng không vậy? Nhưng mà Henry Ford nói gì? If you think you can. Yeah. Cho nên quý vị hãy
tin là điều đó có thể làm được, quý vị mới thế là quý vị tin được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Hãy quay sang người bên cạnh nó nói là si để xem. Cái cách đầu tiên là cái cách hát đúng không quý vị? Quý vị biết bài ABC không? Mình hát cho vui được không quý vị? 1, 2, 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Wow. Và quý vị đều biết cái bài Happy Birthday đúng không ạ? Mà nguyên bài nó có một câu là Happy Birthday. Vậy thì nếu mà nếu quý vị biết một cái từ nào đó vừa mới biết, mà quý vị muốn lặp đi lặp lại nhiều để nhớ, thì thay vì nói Good morning, good morning, good morning, good morning, thì quý vị sẽ hát Good morning, 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 good morning. Đúng không? Vậy thì những cái bài hát đơn giản này của con nít này quý vị tìm ở đâu? Trên mạng thiếu gì đúng không quý vị? Và như vậy thì mình hát để mà mình có thể biết được những cái từ đơn giản, và mình có lúc này mình có thể tra từ điển Anh Việt để mình hiểu những cái từ này. Vậy tiếp theo là gì? Tiếp theo là mình sẽ nói một từ. Ví dụ hôm đó mình quy ước với con mình là cái chữ đói phải nói là hungry. Thì thay vì nói mẹ ơi con đói thì mẹ ơi con hungry. Con đói không thì nói con hungry không. Vì nó đúng không ạ? Và như vậy thì mình sẽ đưa ra quy luật, ai mà nói chữ đói người đó thua, ai nói chữ hungry người đó thắng. Vậy thì ai thắng? Nó thắng. Tại vì cái đầu nó rảnh lắm. Đúng không quý vị? Mà nó thắng thì nó khoái. Mà nó khoái thì học xanh hay học đỏ? Đúng không ạ? Và như vậy thì khi mình biết một từ một thời gian dài, mình sẽ biết những từ khác nhau rồi. Và mình sẽ bắt đầu nói nhiều từ, tức là nói lẫn lộn. Nói nửa đạt nửa mở đúng không ạ? Trời ơi, lúc Liên mới qua Mỹ, Liên thấy Việt Kiều nói nửa đạt nửa mở Liên bực mình lắm quý vị. Nhưng bây giờ Liên mới hiểu là đây là một cái cách rất hữu hiệu để học từ trong ngữ cảnh. Vì từ là tiếng Anh nhưng ngữ cảnh là tiếng Việt thì mình dễ nhớ hơn. Vậy thì bây giờ thay vì mình nói mẹ ơi con hungry, bây giờ mình học thêm chữ mẹ thì mình nói sẽ mother con hungry. Dễ không vậy? Đúng không ạ? Sau đó mình sẽ học thêm chữ con là ai? Đúng không ạ? Cái mình nói mother ai đói. Là mother I hungry. Cái đó mình không có biết là nó đúng ngữ pháp hay không đúng không ạ? Cho nên mình mới đọc mình lên mạng mình đánh cái chữ mother I hungry, nó hiện ra chữ gì? I am hungry. Vậy thì lúc đó thay vì nói mother I hungry, mình sẽ nói mother I am hungry, đúng không ạ? Và như vậy thì mình lúc đó mình bắt đầu nói câu đơn giản I am hungry. Nói câu đơn giản vân 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 vân, Happy New Year, Happy Birthday, Merry Christmas, vân 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 vân, đúng không ạ? Và cuối cùng, và sau đó mình sẽ gì? Nói theo chủ đề. Và mình sẽ ví dụ trong nhà, mình sẽ quyết định với nhau là gì? Chủ đề bếp. Vậy thì mình sẽ cùng con mình lên mạng hoặc là mở từ điển Anh Việt Anh ra. Mình cái chữ spoon thì cái chữ cái mình cái muỗng thì mình dán chữ spoon, cái chén gì chén thì mình dán chữ bowl, cái dao thì mình dán chữ knife, ví dụ vậy. Vậy thì quy ước của mình là vô bếp mà cái nào có dán chữ thì phải nói cái chữ đó, còn tiếng Anh ai nói tiếng Việt thì nó thua. Vậy thì ai thua? Tại vì mình già cái đầu rồi, cái thói quen của mình nó cứng
rộng thì đúng mà không có đâu có rộng lắm. Mà nó thắng thì nó khoái. Tức là học xanh hay học đỏ? Học xanh. Rồi xong rồi à, sau đó mình sẽ chơi trò chơi đoán chữ. Trò chơi đoán chữ. Ví dụ, ví dụ quý vị nói là cái từ đó nó có ba chữ. Chữ đầu là C, chữ cuối là T, chữ giữa là A. À, thì mình nói đây là khát. Thế nó hỏi khát là gì hả mẹ? Thì mình đừng nói là khát là mèo. Vì mình nói như vậy nó sẽ có thói quen dịch qua dịch lại. Mà mình phải nói khát là cái con nó kêu méo, méo méo. Đúng rồi, khát là con nó kêu méo méo. Rồi nó dậy đó là gì? Còn kêu bấu bấu. Khát là gì? Để đòi đầu che nắng, ví dụ vậy đúng không ạ? Mình hãy giải thích thay vì là đưa ra cái từ dịch qua dịch lại. Và cuối cùng là giáo dục sớm. Hôm nay mình đã nói tới giáo dục sớm rồi đúng không quý vị? Quý vị còn nhớ là gì không? Phương pháp gì? Trong thời gian tôi yêu này vô cùng sung sướng. Mà thay vì hồi nãy mình dùng tiếng Việt thì bây giờ mình dùng tiếng à, chỉ vậy thôi. Và quý vị hãy tin rằng, quý vị hãy tin rằng con quý vị học tiếng Anh trước tiếng Việt không có gì bảo đảm là nó sẽ giỏi tiếng Anh hơn. Đúng mà, là vì nó ở Việt Nam, đi học trường Việt Nam. Vì vậy hãy cho con quý vị học tiếng Anh dù cả trước khi học tiếng Việt, không có vấn đề gì. Thứ hai là gì? Người ta nói là gì? Học tiếng gì cũng được, học một tiếng thôi, đừng học nhiều tiếng, đó là ngôn ngữ. Ví dụ như trường hợp là nó ở sinh nó nói rồi, bây giờ về cái gì ra, giọng gì đang ở cái đông nói nữa. Hay là nhà hai vợ chồng là người Việt, người giữ trẻ là người Mỹ và hại ở Mỹ, cho nên đứa nhỏ nó phát ra 3 tuổi nó mới nói. Mà khi phát ra tiếng Việt, khi phát ra tiếng Anh thì nó tiếng Mỹ. Cả hai trường hợp đều không phải là rối loạn ngôn ngữ. Mà trường hợp thứ nhất là gì? Là sốc tâm lý. Là cái đứa nhỏ khi mà nó bị thay đổi đột ngột trong cuộc đời như vậy đó thì nó sẽ mất đi những khả năng mà nó vừa mới học hỏi được, vừa mới nói được bây giờ nó không nói nữa, vừa mới tè dần mới bỏ bả bây giờ nó lại tè dần, vừa mới đi được bây giờ nó không đi được, chứ không, chứ cái đó không phải là rối loạn ngôn ngữ. Còn cái đứa mà khi ăn khi cười khi mễ là vì sao? Là vì cả ba cái công cụ đó nó thuần thục như nhau, cho nên khi không cần thiết nó cứ phát rồi ăn xài đó, khi cần thiết nó sẽ phát một trong ba thứ hoặc hai trong ba thứ, quý vị có hiểu không ạ? Nhưng mà vì nó tiếp cận cùng một ba ngôn ngữ thì nó sẽ khó hơn một đứa tiếp cận cùng một lúc có một ngôn ngữ, cho nên nó bắt đầu nói chậm hơn. Nhưng một khi nó nói là nó nói cả ba ngôn ngữ. Và quý vị yên tâm, một đứa trẻ hoàn toàn trung bình và bình thường nó có thể học cùng một lúc 5 ngôn ngữ mà không hề bị rối. Chỉ khi con quý vị nó bị thiểu năng hay gì đó mới có thể bị rối loạn ngôn ngữ, vì nó học hai ngôn ngữ cùng lúc thôi. Còn đứa trẻ bình thường có thể học cùng lúc bao nhiêu ngôn ngữ? Và quý vị phải làm gì? Quý vị hãy cho con quý vị xem phim của người bản xứ để cho nó thấm một cách tự nhiên. Nhưng quan điểm của Liên là trẻ em dưới 3 tuổi không nên xem màn hình. Vì sao? TV, điện thoại, iPad, laptop vì hại mắt. Rõ ràng rồi đúng không ạ? Hại não là vì TV màn hình dùng mấy giác quan thôi, một hai giác quan đúng không ạ? Chứ hồi nãy sáng mới nói rồi, thứ ba là hại tư duy. Vì sao nó không sáng tạo? Một tràng pháo tay. Đúng không ạ? Vì sao? Vì quý vị đã đi chương trình từ sáng cho tới bây giờ, quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Vậy thì dưới 3 tuổi chỉ cho nó nghe ngôn ngữ giọng bản xứ mà thôi. À, đừng cho nó xem. Và tiếp tục là gì? Quý vị đừng, người ta hay nói là gì? Mình cái giọng Anh mình không chuẩn thì đừng nói tiếng Anh với con mình. Vì làm như vậy thì nó sẽ nói cái giọng không chuẩn giống mình. Ai trong quý vị đồng ý điều này? Đó là sự thật quý vị. Nhưng quý vị vẫn phải nói tiếng Anh với con. Vì sao? Vì quý vị muốn cho nó có môi trường Anh ngữ. Quý vị có hiểu không ạ? Cho nên quý vị bù bằng cách nào? Cho nó nghe dưới 3 tuổi và cho nó xem trên 3 tuổi cái giọng bản xứ. Vậy thì có cái gọi là chuẩn Anh ngữ không? Giọng chuẩn tiếng Anh không? Không, một tràng pháo tay.
Là vì sao? Vì trên thế giới này có trên 20 nước và tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của họ. Vậy thì ở đâu nó chuẩn đó mà. Quý vị có đồng ý không ạ? Cho nên quý vị chỉ cần quan tâm là nói đúng để người ta không hiểu lầm thôi. Còn cái gọi là chuẩn Anh ngữ không có tốt. Thành ra đừng quan tâm đến chuyện là giọng mình không chuẩn, giọng mình có ra sao. Thì khi mình cho con nó nghe giọng bản xứ, và bốn cái giọng bản xứ thường người ta hiểu được dễ dàng nhất là gì? Anh, Mỹ, Úc, Canada. Nhưng cũng phải thành phố lớn hay thành phố nhỏ cũng ai hiểu được đâu. Đúng mà. Thành ra thứ nhất là mình phải nói để cho nó điền, để cho nó có phản xạ lưu loát, không phải cho nó nghe để cho nó bắt chước theo giọng chuẩn, nhưng cái chắc chắn nó cũng sẽ bắt chước theo giọng của mình, đúng không ạ? Điều đó xấu là xấu, không sao cả, tại vì nó sẽ giúp nó phát triển tư duy hơn thôi, đúng không ạ? Và như vậy thì quý vị thấy phần học tiếng Anh này có hay không? Hãy quay sang người bên cạnh nói let's go. Và bây giờ tới phần học viết văn phong phú. Cách viết văn của người Việt mình á là cách viết văn của người Pháp, tức là đi vòng vòng mới hội vô ý chính. Còn cách viết văn của người Anh á, những người Anh, Mỹ, Úc, Canada gì đó thì nó theo kiểu này, đi thẳng vào vấn đề. Nhưng mà có đi thẳng có vấn đề hay không thì nó vẫn là gì, nó vẫn có mở bài, thân bài và kết luận, đúng không ạ? Nó vẫn có gì, mở bài, thân bài và kết luận. Thì cái này tiếng Anh nó gọi là the I structure, tức là nó giống như hình chữ Y đó quý vị, đúng không ạ? Giống như hình chữ Y hoa đó. Nhưng mà trong này nó sẽ có ba đoạn, mỗi đoạn nó cũng là một cái chữ Y. Việt Nam mình bây giờ cũng vậy đúng không? Hồi xưa là một đoạn, bây giờ cũng là ba đoạn, đúng không ạ? Và mỗi đoạn là một ý. Đúng không ạ? Vậy thì mỗi đoạn này, cái phần đầu tiên nó là cái gì? Mở đoạn. Phần ở giữa nó là thân đoạn, và ở dưới này là gì? Nó là chuyển tiếp. Vậy thì cái khó khăn của học sinh Việt Nam và cô giáo Việt Nam á là họ lầm lẫn giữa creative writing. Nó có cái gọi là creative writing, tức là văn sáng tạo. Nó có academic writing là văn, academic writing là văn học thuật, rồi còn gì nữa. Rồi nó có legal writing là văn dành cho ngành luật. Rồi nó có research writing là văn gì ấy? Nghiên cứu. Rồi nó có gì nữa? Business writing là văn dành cho môi trường chuyên nghiệp, doanh nghiệp. Vì vậy trong cái đám này chỉ có một cái này là quý vị cần phải mỹ miều, êm ái. Còn những cái này nó phải gì? Rõ ràng, ngắn gọn, mạch lạc. Cho nên cái nhu cầu chính của những cái này nó là gì? Rõ ràng, ngắn gọn, mạch lạc. Quý vị có vui lòng đồng thanh không ạ? Những cái này nó, cái nhu cầu chính của nó là là gì? Xin cảm ơn quý vị một tràng pháo tay. Còn cái creative writing nữa có cần rõ ràng không? Có cần mạch lạc không? Cũng không. Mà nó cần gì? Sáng tạo. Càng quái đản càng hay, người ta càng thích càng tốt, vậy thôi. Nó không có gì hết. Cho nên quý vị thấy là có hai, chỉ riêng văn học Mỹ thôi, ví dụ vậy, có hai nhà văn được giải Nobel. Ông thứ nhất là ông Anne Austen. No, Ernest Hemingway. Ernest Hemingway. Thì Ernest Hemingway, ông nói là cách viết văn của ông á, nó giống như là cái bạch tảng băng trôi á. Cái tảng băng trôi á, cái phần nó lòi lên nó chút xíu à. Đây là cái chỗ ông viết nè, sắp của ông nè. Còn dưới đây là gì?
thông điệp mà ông muốn nói lên. Đúng không ạ? Cho nên quý vị đọc cái quyển, quý vị đọc cái quyển ông già là miễn cả. Chút xíu nữa mà. Nhưng mà đọc bao nhiêu lần vẫn không chán. Là vì sao? Vì cái thông điệp nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào gì? Nhận thức, trưởng thành, kinh nghiệm sống của mình. Quý vị có hiểu không ạ? Và mỗi người thông điệp sẽ mỗi mỗi khác. Còn bên ông William Faulkner thì cách của ông William Faulkner đó là cái cây sồi. Tức là cái cây sồi á là cái tàn lá nó bự khủng khiếp ra. Phải không ạ? Những cái rễ nó có chút téo à. Tức là gì? Ông William Faulkner ổng nói lên rất khó hiểu. Ổng chỉ đưa ra một thông điệp thôi. Cũng không có thông điệp luôn. Ổng chỉ muốn cho cái người nhận cảm nhận cái sự ngột ngạt tiếc nuối của một cái miền Nam đã trôi vào quá khứ sau cái cuộc chiến Bắc Nam. Cũng chẳng có thông điệp. Ông chỉ muốn người ta, cái người đọc cảm nhận được cái sự chán chường, tức tối, ngột ngạt, tiếc nuối của người miền Nam như vậy thôi. Nó giống Sài Gòn. Cái để ông William Faulkner này, ông nổi tiếng với cái chuyện gì không? Ông viết một câu dài 150 một câu đó mà không sai ngữ pháp, hoàn toàn đúng. Đó mới là nghệ thuật, đúng không quý vị? Nhưng quý vị viết cái văn này, cái câu 150 ai mà câu đó mà đọc? Trên bên này câu càng ngắn càng dễ hiểu càng tốt, còn bên đây người ta đâu có hiểu. Bên này không có ai đọc cái lời đọc viết hết. Bên đây người ta đọc cái gì? Cái thông điệp, cái cảm nhận. Quý vị có hiểu ý mà. Vì vậy cái ông William Faulkner, ông được giải Nobel văn chương, cái độc giả mới gọi lên hết chứ. Trời ơi, sách của ông tôi đọc 3 lần tôi chưa hiểu. Vậy tại sao ông lần giải Nobel văn chương? Quý vị biết ông trả lời sao? Vậy tại sao chị ông đọc lần thứ tư? Điều đó nói lên là gì? Cái người mà viết văn sáng tạo á, họ có cần người nghe hiểu không? Mà họ cần gì? Cái cảm nhận của người ta. Tại ông viết lê thê lăng thang vậy cho quý vị cảm nhận cái sự chán chường, cái sự tiếc nuối, cái sự ngột ngạt, cái sự tức tối mà không làm gì được. Quý vị có hiểu không ạ? Ý một vậy thôi mà. Cho nên quý vị càng không hiểu càng tốt. Đúng không ạ? Còn ông này ông nói có 2-3 câu à. Ý ông là gì đó? Tôi đâu có... Ủa? Ý của chị là gì? Đúng không ạ? Mục đích của ông là tự mình đưa ra cái ý của mình. Thì ông nói ngắn gọn để chi? Ai muốn đưa ra ý thì đưa. Quý vị có hiểu không ạ? Cho nên cái điều tôi muốn nói là lý do mà học trò Việt Nam và cô giáo Việt Nam gặp khó khăn trong chuyện dạy văn là bị lầm lẫn giữa những cái học mắt này. Liên còn nhớ hồi đó Liên viết văn á, lâu lâu được điểm 8, có một lần được điểm 9, tất cả mọi lần được 3-4. Chẳng hiểu mình sao phải được điểm 9, chẳng hiểu tại sao được 3-4. Rồi cái chị Liên cứ nói muốn viết văn giỏi thì phải đọc nhiều cái bài văn mẫu, đúng không? Bây giờ cũng nói vậy thôi đúng không ạ? Mà mấy bài văn mẫu là sao? Mỹ miều. Hay thì quá hay. Đúng không ạ? Điều đó nói lên là gì? Những cái bài văn mẫu đó là những người có khiếu văn. Nhưng quý vị dạy trường cho con nít bình thường mà quý vị bắt nó bắt chước những thằng có khiếu có vô duyên không? Quý vị có đồng ý không ạ? Đúng ạ, năng khiếu là không có dạy được. Mình chỉ có thể dạy làm sao cho nó đủ cái nhu cầu cần thiết thôi. Năng khiếu là chuyện tự nhiên mà. Đúng không ạ? Cho nên cái đứa mà có đào tạo với năng khiếu nó sẽ hơn cái đứa chỉ có đào tạo mà không có năng khiếu. Và ngược lại, đúng không quý vị? Vì vậy cho nên trong chương trình này chúng ta phải xác định rất rõ là cái văn viết trong trường là văn gì? Academic writing. Tức là văn dành cho học thuật, đúng không quý vị? Vì vậy cho nên cái nhu cầu tối thiểu của văn dành cho học thuật là gì? Vì vậy cho nên mở bài càng dễ hiểu càng tốt.
mở đoạn càng dễ hiểu càng tốt, trong đây càng dễ hiểu càng tốt, nhưng nó phải có sự chuyển tiếp để nó có mạch lạc, đúng không quý vị? Cái gì tạo ra cái sự mạch lạc? Đó là trật tự, trật tự không gian hoặc thời gian hoặc logic. Ông William Faulkner, tại sao người ta không hiểu? Tại vì ổng không theo một cái trật tự nữa. Ổng kể một cái câu chuyện là đầu câu chuyện là cô đó già, cuối câu chuyện là cô đó trẻ, nửa câu chuyện là cô đó kiếp trước, kiếp sau tùm lum là ba hết, cho nên ta không có hiểu. Vì sao? Vì ổng cố lý cho người ta có cái cảm giác mà đi nói, cái gì có hiểu. Còn đây là gì? Là phải làm sao cho người ta hiểu. Cho nên ví dụ quý vị theo trật tự thời gian thì đây là gì? Sáng, trưa, chiều, nhỏ, lớn, già, đúng không ạ? Quý vị theo trật tự không gian thì gì? Cửa, cổng, cửa, phòng khách, phòng bếp, đúng không ạ? Rồi nếu hoặc là trên, dưới, trong, ngoài, đúng không ạ? Còn trật tự đó là chức là gì? Phải hiểu cái này thì mới hiểu được cái này. Không hiểu cái này thì không thể hiểu cái này, ví dụ vậy, đúng không ạ? Vậy thì ví dụ như mình nói là mình sẽ viết về đề tài, mình sẽ viết về đề tài chơi với con, mình sẽ viết về đề tài chơi với con, phải không ạ? Thì mình nghĩ tới chơi với con, mình phải nghĩ tới thời gian, mình phải nghĩ tới vui, mình nghĩ tới bạn, mình phải chơi hết ý tưởng rồi, hết sạch ý tưởng rồi. Thì bây giờ mình làm gì? Mở rộng từng cái nhỏ này ra, đúng không ạ? Mở rộng từng cái nhỏ ra, hết sạch ý tưởng rồi thì mình phải mở rộng cái đỏ này ra, rồi hết sạch ý tưởng rồi mình mở rộng từng cái nhỏ này, hết sạch ý tưởng mình mở rộng tiếp, thì quý vị thấy nó biết bao nhiêu ý tưởng, đúng không quý vị? Cho nên không bao giờ hết ý tưởng, là vì sao? Nhảy từ đây tới đó thì nó khó, đúng không ạ? Nhảy từ đây một cái rồi nhảy từ đây một cái rồi nhảy từ đây một cái, cuối cùng nó tới đó. Quý vị có hiểu ý không ạ? Từ cái chữ chơi với con mà ra tất cả những ý tưởng này cùng một lúc có được không? Sức mấy? Nhưng từ cái này mà ra bốn cái này dễ không? Từ cái này ra bốn cái này dễ không? Quý vị có hiểu ý không ạ? Vậy thì đoạn 1, cái bài văn của quý vị, dàn bài 1, đây là đoạn 1, đây là đoạn 2, đây là đoạn 3. Bài 2, đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3. Bài 3, đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3. Bài 4, đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3. Bài 5, đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3. Bài 6, đoạn 1, đoạn 2. 5, 2 phút, 5 dàn bài. Dễ không quý vị? Dễ không? Quá dễ, ai cho quý vị thật sự thấy dễ? Ai cho quý vị vẫn không thấy dễ? Quý vị có hiểu ý không ạ? Mình chỉ có thể viết gọn, dễ hiểu, mạch lạc thế thôi. Quý vị ơi, học, chương trình học công cộng là dành cho ai? Người bình thường, một tràng pháo tay. Đó là cái sự lầm lẫn của các cô giáo dạy văn Việt Nam. Cứ so sánh những cái đứa năng khiếu với những đứa không năng khiếu, như không đưa ra một cái phương pháp, một cái lộ trình rất rõ ràng. Ai trong quý vị rất tâm đắc với cái phần này? Cho em một tràng pháo tay.